thưa quý vị và các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày mới với những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh covid-19 ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới à, thường thì có hai khung giờ trong ngày là 18 giờ và 6 giờ sáng thì chúng ta sẽ nhận những thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 và bản tin lúc 6 giờ sáng nay của ban chỉ đạo cho biết là Việt Nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới là bệnh nhân thứ 963 và bệnh nhân thứ 964 ghi nhận tại Hải Dương một ca và Quảng Nam 1 ca như vậy tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đang ghi nhận tổng cộng là 964 64 ca mắc Covid-19. Cụ thể về hai ca bệnh mắc mới như sau, ca bệnh 963 là nam 30 tuổi đến từ Tân Bình, thành phố Hải Dương. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân ăn tối tại nhà hàng ở phường Phạm Vũ Lão, thành phố Hải Dương, nơi đã được xác định là có ổ dịch Covid-19 ngay sau đó. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 8 và dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh 964 là bệnh nhân nữ 49 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân có đi đám cưới tại Duy Tân, Đà Nẵng. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu và kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 8 dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, theo bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có 11 ca mắc mới là bệnh nhân từ 952 đến 962, ghi nhận tại Đà Nẵng với 8 ca, Hà Nội 1 ca và hai trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 964 trường hợp mắc COVID-19. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có 107.642 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta trong đó có 4.015 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 24.948 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 78.679 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 336 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến thời điểm này có 456 trên 962 bệnh nhân COVID-19 được công bố đã khỏi bệnh và chiếm tỷ lệ 45,4%. Trong số các bệnh nhân còn lại, 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 28 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai và 42 trường hợp âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 và cả nước hiện tại có 409 trường hợp dương tính virus corona chủng mới và 24 bệnh nhân đã tử vong. Sáng nay thì chỉ có 2 ca mắc mới thôi. Cũng là một cái thông tin vui trong ngày đầu tuần như thế này đúng không ạ? Dạ vâng và hy vọng rằng là con số này sẽ càng ngày càng giảm để trở về con số 0 và từ đó thì những cái ca mà mắc mà dương tính với SARS-CoV-2 được điều trị khỏi hoàn toàn cũng sẽ dần tăng lên.